Vâng, thưa quý vị, liên quan tới việc Hà Nội đã có trường hợp nhiễm COVID-19 thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đồng ý với đề xuất về việc tiếp tục cho học sinh trung học phổ thông nghỉ thêm một tuần. Điều này có nghĩa là học sinh các cấp sẽ được nghỉ học đến hết ngày 15 tháng 3 thay vì ngày mùng 9 tháng 3 như trước đó. Có thể nói quyết định này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Hà Nội đồng ý cho học sinh cấp 3 quay trở lại trường sau một thời gian dài nghỉ học do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Như vậy thì khoảng 2 triệu học sinh toàn thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục phải nghỉ học do những diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19. Tất cả học sinh các cấp, các cơ sở đào tạo và sinh viên các trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ nghỉ tới hết ngày 15 tháng 3 trước khi có quyết định tiếp theo. Việc nghỉ học kéo dài phần nào ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như là việc học tập của các em học sinh và buộc các địa phương phải có kế hoạch dạy bù. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chốt thời gian kết thúc năm học 2019-2020 trước ngày 30 tháng 6, tuyển sinh lớp 10 hoàn thành trước ngày 15 tháng 8, thi trung học phổ thông quốc gia từ ngày 23 đến 26 tháng 7, chậm hơn một tháng so với mọi năm.